Thôi, xin kính chào cô chú anh chị mình nha. Thì hiện tại tớ đang có một tin vui là muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình á. Đây là một cái bộ tủ mà tớ đánh giá cực kỳ sang trọng và cực kỳ đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại, là từ trước đến bây giờ hàng chia cô chú anh chị ha. Thì đây á là một cái bộ tủ, thì hiện tại cái mẫu này á đang có size là 80 x 47, và hiện tại cái mẫu này thì có hai size là 60 x 47 và là 80 x 47. Cái đặc biệt á là tớ mới chia sẻ cho cô chú anh chị mà nó bình thường á là những cái dòng bộ tủ lavabo thì nó chỉ là như dòng tủ âm giống vậy nè, nó thì nhìn nó thẩm mỹ nó sẽ không đẹp bằng một cái bộ tủ mà chúng ta âm, mà thậm chí là nó liền lạc như này, nó liền lạc á, nhìn nó rất là sang trọng luôn đấy. Thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy được là rõ nè, nó nhìn cái bộ tủ ha, nó bóng sang trọng, và cái chậu âm bên trong nè, cái quan trọng cái chậu âm này nó, thì cô chú anh chị mình thấy á, nó liền lạc à, nó đẹp ha, bằng phẳng nhìn đẹp, nhìn cực kỳ sang luôn đó. Và đặc biệt chất liệu của nó là làm từ bằng nhôm nha. Đó, làm nhôm hai cánh cửa tủ mình mở rộng ra nè, đó, mình mở rộng ra mình có thể để đầu lên trên được nè. Chất liệu nhôm rất là dày luôn đó, nhôm dày nhất luôn từ trước đến bây giờ nha cô chú anh chị đó. Rất là sang học này á, thì mình có thể để đầu lên trên được nè, phía dưới đây ha, đó đóng lại dễ dàng. Ở đây á là thanh này đây là mình sẽ nói là bằng inox nha, khi nào mình xài thì mình lọt ra đấy. Và ở trên học tủ bên đây á, thì mình có thể đã mở ra đó, mình thể để đồ nè đó, hai ngăn để cho cô chú anh chị mình á có thể để đồ được nè. Cái nào mình á mà mình xài thường xuyên thì mình sẽ để phía bên đây đó ha, xài thường xuyên mình đây. Cái chiều dài của bộ tủ này á, thì nó là 80, chiều rộng của nó là 47, và hiện tại có size nhỏ hơn là 60 x 47. Khi mà cô chú anh chị mình mua cái bộ tủ này thì gồm nó sẽ có luôn một cái vòi inox nóng lạnh bóng nha cô chú anh chị, nóng lạnh luôn nha, đó có chức năng là tạo bọt được hết nè. Thì dĩ nhiên á là cái bộ xả này á thì đương nhiên là sẽ có cho cô chú anh chị mình rồi hả đó. Đó mình nhìn bên ngoài á thì chất liệu được nè, mình bo ha, góc này là mình bo nè, nó mình bo liền lạc hai bên rất đẹp nè nó, mà cái màu của nó là dạng màu kem kem, nó không phải là màu trắng nha, màu kem kem đó, nhìn rất là sang luôn đó, nhìn sang hơn hẳn những dòng bộ tủ khác, và kiểu này kiểu mới nhất nè đó, rất là sang luôn. Và hiện tại cái giá bán hiện tại của cái mẫu này hiện tại là giá là 2.990.000 đồng so với cái bộ tủ 60 x 47. Và hiện tại cô chú anh chị nào mình muốn á, mình đổi ngang 80 x 47, thì hiện tại tớ khuyến mãi cho cô chú anh chị mình á là không cần bù tiền luôn nha. Đó là giá vẫn là 2.990.000 luôn, không cần bù tiền luôn. Đó là trong tháng 12 này nha cô chú anh chị ha. Mình nhanh tay thì gọi ngay hotline cho tớ là 0978 44 450 để mình sở hữu ngay cái bộ tủ này nha.